các gia đình Việt Nam. Việt Nam gia đình. Việt Nam gia đình. Nhà tôi hay gia đình tôi, ở đây dùng từ cha. 我家, 我的家. Nhà họ hay gia đình họ. 他们家, 他们家. Bây giờ các gia đình Trung Quốc. 现在中国家庭, 现在中国家庭. Hãy nghe từ bình thường, thông thường. 一般, 一般. 一, 一. 班, 班. 一般, 一般. Hãy nói rất bình thường. 很一般, 很一般. Tiếng Trung của anh ta rất bình thường. 他的汉语很一般. 他的中文很一般. Quyển sách này không hay, rất bình thường. 这本书不好,很一般. 这本书不好,很一般. Hay nói thông thường đều có người. 一般都有人. 一般都有人. Trong nhà tôi thông thường đều có người. 我家里一般都有人. 我家里一般都有人. Chỗ đó thông thường đều có cà phê Việt Nam. 那儿一般都有越南咖啡. 那儿一般都有越南咖啡. Và bia Việt Nam. 和越南啤酒. 和越南啤酒. Hãy nghe từ chỉ có. 只有. 只有. 只. 只. 只有. 只有. Chỉ có ba người, chỉ nhân khẩu. 只有三口人. 只有三口人. Nhà anh ta chỉ có ba người, bố mẹ và anh ta. 他家里只有三口人, 爸爸妈妈和他. 他家里只有三口人, 爸爸妈妈和他. Chỉ có tôi và cậu. 只有你和我. 只有你和我. Hôm nay chỉ có tôi và cậu đến. 今天只有你和我来. 今天只有你和我来. Hôm nay chỉ có tôi và cậu đến trường. Người nói đang ở trường. 今天只有你和我来学校. 今天只有你和我来学校. Chỉ có anh ta và bố anh ta đến. 只有他和他爸爸来.
只有他和他爸爸来。